Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gõ tiếng Trung trên máy tính. Đầu tiên, các bạn phải cài phần mềm gõ tiếng Trung. Ở đây, mình sẽ hướng dẫn cài phần mềm show câu. Thứ nhất, vì nó có thể vừa gõ được tiếng Trung giản thể, lại vừa gõ được phồn thể. Thứ hai, phần mềm này có thể nhận diện được rất nhiều từ viết tắt. Ví dụ, khi muốn gõ chữ xin chào là ní khỏ, thì mình chỉ cần gõ chữ NH là có thể ra được chữ ní hỏ rồi. Thứ ba, các từ hay được sử dụng sẽ luôn được ưu tiên hiển thị trên đầu. Và điều thứ tư cũng là điều mà mình thích nhất, đó là phần mềm có kho giao diện phong phú với nhiều chủ đề, hình ảnh, màu sắc đa dạng, sinh động. Nào, chúng ta cùng cài đặt nhé. Bước 1, vào trang chủ của showcâu pinyin.showcâu.com. Bước 2, đây chính là trang chủ của showcâu. Nhấn vào ô ly trí xa xả cạnh mã QR là các bạn có thể tải xuống được rồi. Bước 3, sau khi tải xong, các bạn click vào mũi tên bên cạnh file tải, chọn hiển thị trong thư mục, tiến hành cài đặt, chọn Yes, ly trí an toàn. Lưu ý, khi cài đặt, các bạn nhớ hãy bỏ tích các phần mềm đi kèm, vì các phần mềm này sẽ khiến cho máy của bạn bị chậm đi. Tiếp tục, ly trí thỉ dạng. Đến bước này, các bạn chỉ cần ấn xa ý phủ. Cuối cùng, hãy ấn quán trống để kết thúc tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong, các bạn nhấn vào biểu tượng chọn ngôn ngữ, có thể là NG hoặc VIE bên dưới góc phải màn hình. Sau đó, chọn biểu tượng chữ S màu da cam để kích hoạt bộ gõ. Đây chính là giao diện mặc định của bộ gõ showcâu. Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các tính năng cơ bản của bộ gõ này nhé. Thứ nhất, muốn gõ tiếng Trung, các bạn chỉ cần gõ phiên âm không mang thanh điệu. Khi gõ, có thể gõ từng chữ hoặc một cụm từ. Tuy nhiên, gõ từng chữ sẽ rất lâu, tốn thời gian và đôi khi sẽ bị nhầm lẫn giữa các chữ cùng phiên âm nhưng khác với chữ cứng. Các bạn nên gõ theo cụm hoặc một câu ngắn. Ví dụ, chim hiên sa ngủ. Hoặc, của cú thải mở. Ngoài ra, khi gõ các bạn chỉ cần đánh thanh mẫu của mỗi chữ, phần mềm sẽ tự động đưa ra các gợi ý. Ví dụ, nǐ shēn tǐ hǎo ma? Thứ hai, cách chọn chữ nhanh. Khi muốn nói tôi rất ổn, wǒ hěn hǎo. Từ các bạn cần gõ xuất hiện ngay ở lựa chọn số 1, ta chỉ cần ấn dấu cách để chọn chữ. Khi muốn nói tôi rất bận, cúa hẩn máng. Lúc này, từ bạn cần gõ nằm ở vị trí số 2, thì ta có thể ấn số 2 để chọn. Hoặc khi từ cần gõ không xuất hiện ở trang đầu tiên, thì ta có thể dùng chuột hoặc mũi tên bên phải trên bảng phím để xem các lựa chọn tiếp theo. Ba, cách chuyển đổi bộ gõ giữa tiếng Trung giản thể và phồn thể. Nhấn chuột phải vào giao diện của showcâu, kéo chuột đến phần chữ triển. Chúng ta sẽ thấy có 3 lựa chọn. Nếu muốn gõ giản thể, hãy chọn chiến chỉ dòng đầu tiên. Nếu muốn gõ phồn thể, hãy chọn dòng thứ hai. Cái thứ ba có thể gõ được phồn thể nhưng gõ theo kiểu chú âm chúng ta thường không sử dụng.
Khi gặp một từ mới không biết đọc mà muốn gõ ra để tra cứu thì có thể sử dụng chức năng vẽ chữ trên phần mềm show câu. Kích chuột phải vào giao diện góc dưới bên phải, nhấn vào biểu tượng 4 ô vuông, chọn biểu tượng cái bút. Đợi cài đặt xong, lúc này chúng ta có thể viết được chữ rồi. Ví dụ, thỏ. Bên phía góc phải màn hình sẽ hiện ra chữ Hán và âm phiên âm của chữ đó. Ngoài ra, chúng ta có thể chọn các chữ liên quan đến chữ hảo, ví dụ hảo tợ, hảo chẳng, hảo băng, hảo lờ. Năm, cách chọn giao diện. Như lúc đầu mình có nói, phần show câu có kho giao diện phong phú. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi giao diện. Kích chuột phải vào giao diện, kéo chuột lên biểu tượng hình cái áo, chọn cái thứ hai có chữ B. Kho giao diện sẽ hiển thị, các bạn có thể thỏa thích chọn các giao diện mà mình thích. Thích giao diện nào chỉ cần kích chuột trái vào, đợi tải xong giao diện sẽ tự động hiển thị. Các bạn đã biết cách sử dụng bộ gõ này chưa? Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe nhé!
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.